Giao Linh đền ơn khán giả bằng đêm nhạc cuối đời. Được khán giả yêu mến 20 năm đã qua, rồi 30 năm càng khổ hơn, nhưng tôi hạnh phúc vì đến 50 năm ca hát, khán giả vẫn đến tôi. Tôi rất cảm ơn những gì tình cảm khán giả dành cho mình. Tôi không lấy gì bằng đạt điều đó, tôi không cần 60 năm hay 70 năm, 50 năm là quá trọn vẹn. Quá đủ với Giao Linh rồi, nữ hoàng sầu muộn Giao Linh chia sẻ. Người hâm mộ yêu mến Giao Linh vì bà có giọng hát riêng biệt, u sầu và quyến rũ. Từ năm 2002, danh ca Giao Linh vì được biểu diễn và từ đó bà quyết định gắn bó với mảnh đất quê hương. Danh ca Giao Linh có chia sẻ về lần sụt chịt, nhớ đời vì mê hát mà quên chăm sóc sức khỏe bản thân. Nữ danh ca cho biết lần đầu cô đi hát tại một tụ điểm ca nhạc sâu. Khi trình diễn được một đêm ca khúc bỗng dưng, cô thấy mệt và được chồng khuyên vào bệnh viện nhập để cấp cứu. Nữ danh ca cho biết khi gặp may mắn, khi được chữa kịp thời, khi cấp cứu xong bác sĩ bảo may mắn tim tôi bị đập yếu. Chỉ cần trễ 5 phút nữa, có lẽ tôi chẳng còn tiếng hát để phục vụ khán giả được nữa. Từ đó danh ca Giao Linh biết ăn uống chăm sóc sức khỏe định kỳ. Nói thêm về cuộc sống với người bạn đời mà vẫn gọi là người cùng chí hướng, nữ danh ca thổ lộ, có lẽ khi khó khăn lắm mới đến được với nhau, lại đến với nhau. Khi không trẻ nên cái rất quý, thời gian ở bên nhau, chuyện tình cảm vì thế mà lúc nào cùng trang trí thái. Nhiều năm sau khi hoạt động nghệ thuật, danh ca Giao Linh và ông xã đã mua một căn nhà chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Kể từ khi thành vợ chồng, ông luôn chặt cánh bên bà trong bất cứ chuyện lưu diêu nào, và trong và ngoài nước lo lắng tỉ mỉ cho bà từng miếng ăn giấc ngủ, tư vấn cho bà bộ áo dài mặc trên sân khấu, rồi còn tự tay tìm mua hộp phấn son để bà dùng. Các con riêng của bà đều thành tài và định cư ở Mỹ. Mỗi lần trở về Mỹ, vợ chồng bà lại tuần theo ở nhà mỗi đứa mấy ngày như đi để cho vui đưa mội với tất cả các con các cháu. Còn các con của ông, mỗi khi thu xếp được thời gian cùng lập tức về thăm ông bà. Bên cạnh đó, danh ca Giao Linh chia sẻ các em của bà đều sống ở Canada, vì vậy ngoài việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, vợ chồng bà cùng vẫn sang Canada và có thời gian để thăm họ hàng con cháu. Ở Canada bà có một con nuôi là cháu gọi bà các bác gì, được bà nhận nuôi mang sang đây đi bé nên lần nào về ông bà cùng ở nhà con đây.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.